Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng C số tự động đến từ thương hiệu của Mỹ các bạn nhé. Đây, Ford Focus. Ở chiếc xe Ford Focus thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi. Thời trước đó, đời trước đó thì Ford Focus có hai phiên bản là phiên bản 1.8 và phiên bản 2.0 đều có sedan và hatchback các bạn nhé. Đấy, và bắt đầu từ những cái đời này, cái đời mà 2018 này, thì bắt đầu là Ford cũng đã cải tiến rất là nhiều, đưa động cơ EcoBoost vào cho những chiếc xe của mình các bạn ạ. Cụ thể là chiếc xe Ford Focus sản xuất năm 2018 này đang sử dụng động cơ mới, động cơ 1.5 EcoBoost, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu mà lại rất khỏe luôn các bạn nhé. Nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến những dòng xe này, có thể qua cửa hàng chúng tôi đi thử, và đi thử luôn cả một con Ford EcoSport cũng là đời 1.5, nhưng động cơ của Ford EcoSport là động cơ thường, còn động cơ của con Focus cũng là 1.5 nhưng là động cơ EcoBoost, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như chạy ở trong phố chỉ hơn 10 lít một chút thôi, hơn 10 lít xăng một chút thôi. Nếu như chạy ở ngoài đường trường thì chỉ hơn 5 lít thôi, còn tính trung bình là hơn 7 lít cho 100 km quãng đường kết hợp các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu mà lại chạy rất là khỏe luôn các bạn ạ, đi rất bốc luôn đấy ạ. Và tôi xin giới thiệu đến chiếc xe này là tôi mua được của một thầy giảng viên của Đại học Bách Khoa quý vị các bạn ạ. Thầy chăm sóc xe rất là tốt, vừa mới bảo dưỡng một cấp độ lớn luôn, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm và sử dụng thôi ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Và dàn lốp này thì cũng được thầy vừa mới thay một cái dàn lốp mới tinh luôn, rất xịn luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.5 EcoBoost 2018 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Focus 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn cũng như là về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe 2018 quý vị các bạn nhé. Sau 5 năm sử dụng thì các bạn xem đây ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn, mua về là chúng tôi không phải sơn lại cái gì đâu, vì thầy chăm sóc rất là kỹ, bảo dưỡng rất là kỹ rồi. Chúng tôi chỉ có đánh bóng đi một chút và dọn dẹp sạch sẽ, và tôi bây giờ tôi quay ra tôi bán cho quý bạn cùng xem đấy ạ. Đấy, tôi quay lên tôi đăng lên cho quý vị bạn xem đấy ạ.
rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nhìn về bên ngoài màu trắng rất đẹp luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ, rất là mới đây. Đấy, quý vị các bạn xem ở những cái phần sườn này, nhìn chéo để thấy được là cái nước sơn rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, đây là cái phần sườn này, đều rất là đẹp luôn này. Nhìn về cái phần đầu, cái phần ba đời sốc đằng trước đây các bạn xem đây ạ. Toàn bộ cái phần ba đời sốc trước này cũng còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ từ logo này đến mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này, đều rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Và đây là cái cụm đèn pha này, cụm đèn pha cũng rất là mới này. Đấy, cụm đèn pha rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Thầy đi làm là chính cho nên là để xe ở trong trường, sân trường toàn gốc cây thôi, rất là trong sân đại học Bách Khoa toàn cây và rất là mát luôn quý vị các bạn nhé, cho nên là yên tâm luôn là rất đẹp này. Đấy, toàn bộ cụm đèn pha này, bên dưới là đèn gầm này, cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Đấy, cụm đèn gầm này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu nguyên bản và rất là đẹp rồi các bạn ạ. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương đây. Đấy, gương chiếu hậu là gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương này. Nhìn về cái phần sau, quý vị các bạn thấy đây ạ, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn xem này. Toàn bộ từ những cái cụm đèn, đấy, cụm đèn hậu này đều rất là mới này, cụm đèn hậu rất mới này, toàn bộ logo này, chữ này, đấy, đây, động cơ là động cơ EcoBoost đây các bạn nhé. Cảm biến lùi có sẵn rồi, cảm biến lùi theo xe rồi. Cụm đèn hậu đây các bạn xem này, cụm đèn hậu cũng rất đẹp luôn, rất mới luôn, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị cả đuôi gió này, đèn phanh trên cao này, bên trên cao này là đèn phanh này. Đấy, rất là đẹp luôn, toàn bộ về cái phần ngoại thất của chiếc xe rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, chúng tôi mua về là không phải sơn chiếc gì đâu, chỉ có đánh bóng và dọn đi thôi ạ. Đấy, và dàn lốp đây các bạn xem này, Yokohama mới tinh luôn mà chủ xe đã thay cho chiếc xe này rồi các bạn nhé. Đấy, cho nên là quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này yên tâm mà sử dụng thôi, chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi, rất đẹp như này đấy, la răng cũng không có bị xước sát gì cả này. Lốp thì lốp xịn luôn là Yokohama luôn các bạn nhé. Đấy, Yokohama chủ xe là thay cả dàn lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạ quý bạn ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp mới thay, lốp xưa cua còn mới tinh. Đấy, dàn lốp Yokohama đây, rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé, rất dày, vừa mới thay xong ạ. Đấy, thầy vừa mới thay xong cho nên là dàn lốp rất dày luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất thì quý vị các bạn thấy được rồi đấy ạ, rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem đây nhé. Toàn bộ những cái phần keo chỉ là còn nguyên bản này, chiếc xe này chúng tôi cam kết keo chỉ nguyên bản này, tất cả còn nguyên bản hết này. Táp bi cánh cửa phía trước bên lái đây đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, không có mòn miếc gì đây. Nhiều xe là đi là bấm nhiều những cái nút này nó mòn đi, những chiếc xe này rất đẹp luôn này. Đấy, toàn bộ táp bi, táp lô đều rất đẹp luôn này. Nội thất ghế da thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn, cái nội thất ghế da này nguyên bản của xe là nó là ghế nỉ thôi, nhưng mà thầy đi được từ năm 2018 đến năm 2023 vừa rồi, năm vừa rồi thầy mới bắt đầu thay nội thất. Đấy, vừa rồi mới bắt đầu bọc da, bọc da này mới dùng được có một năm thôi các bạn ạ. Đấy, da, bộ da này mới bọc một năm và thầy chia sẻ là thầy bọc bộ da xịn đấy ạ, chứ nguyên bản là ghế nỉ thôi các bạn nhé. Vô lăng cũng được bọc da, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, từ volume này, đấy, volume này, rồi cruise control, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đây các bạn nhé. Và đặc biệt bộ quả kiểm soát hành trình ở chiếc xe Ford Focus này được trang bị là limit này. Limit đây là viết tắt là hạn chế tốc độ các bạn nhé. Ví dụ quý bạn là cài cái chế độ mà để tốc độ khoảng độ 80 km/h thì quý vị các bạn đi ở với tốc độ 80 thôi, không đạp ga nó cũng không lên, để giúp cho chị em phụ nữ không bị bắn tốc độ hoặc là không bị những người mới lái ấy, để chế độ không bị bốc, tức là không bị nhầm chân ga, nó không vọt được vì là hạn chế được tốc độ các bạn nhé. Đấy, rất hay ở chiếc xe Ford Focus này.
Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất là mới của bạn xem đấy ạ. Đấy, những chiếc xe đến từ nước Mỹ thì quý bạn thấy được rồi đấy ạ. Chất liệu thì rất là chắc chắn rồi này. Đây, chất liệu thì rất chắc. Và chiếc xe này rất đẹp luôn đấy ạ. Nội thất hàng ghế phía sau gần như là cũng không có người ngồi cho nên là rất mới đây các bạn này. Đấy, thầy chia sẻ là bộ ghế da này bọc được 1 năm rồi nhưng mà nhìn rất là mới vì ít người ngồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option bên trong. Đấy, cũng như là nội thất bên trong của chiếc xe. Nhìn lên trần thì các bạn thấy đấy ạ. Quá là tuyệt vời luôn ạ, rất sạch. Đấy, rất là mới luôn, toàn bộ những cái phần nỉ này, những cái phần nỉ phần nhựa này đều rất là mới luôn các bạn nhá. Nó khác với những chiếc xe chạy dịch vụ của bạn ạ. Những chiếc xe chạy dịch vụ thì những cái phần trần này nó sẽ bẩn hết rồi, có đánh có dọn cũng không bao giờ làm đẹp, không bao giờ làm sạch được như chiếc xe này. Đấy, phần nhựa đây các bạn xem này, những cái tay nắm này, một chủ từ đầu đi giữ gìn cho nên là rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái táp lô, đấy quý bạn xem này, táp lô đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, vô lăng thì bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Cái vô lăng này cũng rất đẹp luôn các bạn này, chưa có làm lại đâu các bạn nhé, mà rất mới rồi này. Đấy, vô lăng, cần số này, tay phanh đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, bộ đầu CD nguyên bản theo xe vẫn còn nguyên bản, chưa có độ gì về phần đầu âm thanh, chưa có độ gì đâu các bạn nhé, còn nguyên bản và rất đẹp như chiếc xe này rồi đấy. Trên bên trên có cam hành trình. Đấy, cam hành trình rồi các bạn này, đã có cam hành trình rồi các bạn nhé. Và tiếp theo tôi lại ra ngoài giới thiệu tiếp những cái phần còn lại cho quý vị và các bạn cùng xem. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Ford Focus này các bạn nhé. Động cơ 1.5 EcoBoost đây, chỉ 7,4 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, tức là trung bình đấy. Còn nếu như chạy ở trong đô thị, ví dụ như đường Hà Nội này, thì phải chạy lên đến hơn 10 lít, 10,83 lít. Còn nếu như chạy ngoài đô thị, ví dụ như chúng ta chạy đường cao tốc, thì chỉ có hơn 5 lít thôi các bạn ạ. Với động cơ 1.5 EcoBoost chạy rất ít như này mà lại rất là khỏe các bạn nhé. Đấy, động cơ rất là khỏe, chính vì Ford đã cải tiến rồi. Ngày xưa là toàn 1.8 hay 2.0 đi là rất tiết kiệm, rất là tốn xăng. Đấy, cho bây giờ là động cơ 1.5 lại khỏe luôn các bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, đây còn một số cái thảm lót chân này, thảm lót chân nguyên bản của xe còn chưa lắp này. Đây là cái thảm lót chân nguyên bản của xe chưa lắp các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về những cái phần cốp sau này, keo chỉ cốp sau này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Còn nguyên bản và rất là mới như này đây. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn ạ. Rất đẹp các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, và cốp sau, hôm trước tôi đến tôi mua xe thì thầy cũng có vài cái đồ cá nhân lật vào thôi, chứ không có để đồ nhiều, cho nên là cái cốp nó cũng chưa có bị xước sát gì cả này. Những cái phần nỉ này còn nguyên hết này. Phần nỉ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đây, cái tấm chắn đồ cũng còn nguyên này. Đây, tấm chắn đồ bên trên. Đây, bây giờ có thể bỏ cái tấm chắn đồ này xuống để cho thấy này. Đấy, cái tấm chắn đồ đây, tôi bỏ xuống rồi đây các bạn này. Đây là tấm chắn đồ nhá. Còn khi treo lên thì chúng ta sẽ treo lên như này. Đấy, treo tấm chắn đồ lên. Và bên dưới này cũng đã được lót một cái da. Cái da này là lắp thêm thôi để cho nó sạch cái cốp nhỉ. Bên dưới này, nỉ các bạn xem này. Nỉ của cái này còn mới tinh luôn. Đấy, nỉ của cái cốp sau này mới tinh. Và đặc biệt là lốp sơ cua cũng mới tinh luôn. Đấy, lốp sơ cua này, cái bên dưới là kích này, phụ tùng đồ nghề của chiếc xe này là còn nguyên chưa dùng đến này. Đấy, lốp mới tinh. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn và còn rất là mới các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2018 mà mới đẹp như này đấy các bạn nhé. Phải nói là rất ít xe cùng đời mà được đẹp như này đây các bạn này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản này. Đấy, táp bi rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, chúng tôi dọn dẹp nhưng mà không đánh xi đâu. Không đánh xi, không bóng, nhưng nhiều người là thích đánh xi bóng vào đây. Nhìn nó đẹp nhưng mà sờ nó cứ dính dính tay, nó rất là bẩn các bạn nhé. Tôi không dọn thôi chứ không cho đánh bóng xi. Đấy, toàn bộ những cái phần trần các bạn thấy đấy ạ. Trần rất là sạch đẹp này. Đấy, và nội thất hàng ghế ngồi phía sau đều rất là mới như này đây các bạn này. Mới sử dụng được 1 năm thôi.
Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe có thể nói là đẹp hiếm có, khó tìm tại thị trường Hà Nội nhé. Cùng đời, tôi so là cùng đời các bạn nhé. Chứ còn lại bảo là có những chiếc xe đời cao hơn, nó đẹp hơn thì tôi không nói. Đây là so cùng đời, cùng tuổi các bạn nhé. Tiếp theo, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Cánh cửa phía trước bên phụ thì toàn bộ những cái phần keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Táp bi cánh cửa này, rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhá. Đây xem này, nếu như chạy nhiều hay là chạy ít thì thường là chúng ta nhìn vào những cái này, nó sẽ bị mòn, những cái nút bấm này nó sẽ bị mòn. Đấy, và đây thì lại rất là mới này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất đẹp này các bạn này. Đấy, vô lăng, cần số, đây, tay phanh đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh, tất cả đều rất đẹp, rất là mới đây. Một chiếc xe 2018 mới đẹp như này đây các bạn này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn, tất cả các con ốc ở trong đây là còn nguyên này. Chưa có một con ốc nào bị tháo các bạn nhé. Đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo luôn, còn nguyên bản hết này. Đấy, những chiếc xe các bạn xem này, những chiếc xe đến từ đất nước Mỹ thì các bạn thấy đấy, những con ốc của nó cũng rất là chắc chắn này. Đấy, ốc rất chắc chắn và đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ về cái phần ngoại thất và nội thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì Ford cũng đã trang bị cho chiếc Focus 2018 này là một cái khối động cơ xăng EcoBoost 1.5 lít, dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động nha. Và cái động cơ này thì tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị các bạn là cái động cơ này thầy chủ xe vừa với bảo dưỡng toàn bộ luôn cả xe. Cho nên là đây, cái thứ nhất là ốc chân máy này các bạn xem này. Cái ốc này là đã mở ra rồi đấy các bạn nhé. Mở ra là thầy thay cái cao su chân máy này, này. Đấy, thầy thay cái cao su chân máy này. Tại vì là khi bảo dưỡng ở trong Ford, người ta tư vấn là sau 5 năm sử dụng thì những cái sau 5 năm sử dụng ấy thì là những cái chân cao su này nó sẽ tuổi thọ cao su nó sẽ bị lão hóa và cái máy nó sẽ không được êm nữa, thì thay cái cao su chân máy này thì giúp cho động cơ nó êm hơn các bạn nhá. Đấy, cho nên là nó không bị rung. Cho nên là thầy cũng đã thay, và thầy là một giảng viên của Đại học Bách Khoa cho nên rất là hiểu về cơ khí, hiểu về động cơ, cho nên là thầy bảo dưỡng theo tiêu chuẩn luôn các bạn nhá. Cho nên là quý vị các bạn yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này. Chứ còn toàn bộ những cái ốc mặt máy này, tất cả những con ốc này là chưa ra các bạn nhé. Đấy, tất cả còn rất mới đây các bạn này. Đấy, tất cả đây các bạn xem này, tôi cho quý bạn xem này, tất cả những con ốc này là chưa ra, còn nguyên nhé. Duy nhất chỉ ra cái ốc chân máy này là do thầy thay cái cao su chân máy này, này. Đấy, thay cao su, đây là cái hệ thống này, cao su chân máy này. Nếu như thay ngoài thì nó khoảng độ 1.8 triệu cái chân máy này. Còn nếu thay trong hãng thì phải hơn đấy, trong hãng là rất đắt. Đấy, các bạn nhá. Cho nên là quý vị các bạn yên tâm luôn ạ. Xe tôi mua về có sao thì tôi quay, tôi sẽ giới thiệu luôn cho quý vị các bạn như vậy. Và tôi cam kết với quý vị các bạn, có thể tôi cam kết bằng văn bản về cái động cơ này là nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước gì cả các bạn nhá. Đấy, không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới như này đây các bạn xem này. Cái động cơ này là chúng tôi cũng chỉ có dọn qua đi một chút thôi mà nó mới như này đây rồi. Đấy, một chiếc xe 2018 tính ra là 5 năm sử dụng rồi mà còn mới, còn đẹp như này đây các bạn này. Đấy, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Đấy, cabo thì đây các bạn xem này. Keo chỉ cabo nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cabo này. Logo của Ford này. Đấy, logo của Ford còn nguyên này. Cái này là bẩn đấy các bạn nhé, dọn nó chưa sạch. Đấy, chỉ lỗ này, còn nguyên. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn nhé. Rất là yên tâm về chiếc xe này luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.5 EcoBoost sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 395 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu chiếc xe Ford Focus 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.